Đầu tiên thì chúng ta ngồi lách hai mông cân bằng trên thảm, duỗi thẳng hai chân, đẩy thẳng cột sống lưng, co hai chân của mình lên. Dùng bàn tay phải luồn xuống dưới kheo chân phải, nắm lấy cổ chân trái, kéo sát gót chân trái về phía bên hông của chân phải. Sau đó dùng bàn tay trái đặt bàn chân qua bên đầu gối, đẩy thẳng cột sống lưng. Dùng bàn tay phải đặt bên ngoài phía mép đùi của mình, vươn cao tay trái lên hít vào, đẩy thẳng lưng kéo căng toàn bộ vùng lườn bên trái. Vặn người sang phải, hết thở ra. Lúc này chúng ta hạ sâu vai của mình xuống, đẩy một cái lực để đẩy đầu gối sang một bên. Đồng thời này, xoay khớp khuỷu tay vào bên trong. Dùng bàn tay phải đẩy cái phần tay trái của mình ra phía sau. Đó, có thể. Rồi tay phải của mình vòng ra sau lưng. Tay trái nắm cổ tay phải nếu có thể. Xoay vai, nâng ngực của mình lên. Đó, mở vai ra sau. Cố gắng là hạ vai phải của mình xuống và nâng vai trái lên. Đồng thời là đẩy thẳng cái phần lưng dưới của mình lên. Mắt nhìn ra sau. Hít thở đều trong tư thế